Xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến. Ở một thư giãn cuối tuần ngày hôm nay đó các bạn, mình cũng xin gửi đến các bạn một nhạc phẩm về mùa thu. Mùa thu đó thì tùy theo cảm nhận của mỗi người khi nhìn cảnh vật nha các bạn. Có người thì thấy thu rất là quyến rũ, như nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh vậy đó. Nhưng mà thường thì người ta thấy mùa thu buồn, buồn man mác hay buồn vời vợi hay buồn da diết, cũng là buồn các bạn. Hôm nay á, mình xin gửi đến các bạn một nhạc phẩm cũng là nói về nỗi buồn lúc mình cảm nhận cảnh vật xung quanh mình đó các bạn. Xin mời các bạn lắng nghe nhạc phẩm Thu Sầu của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng đàn Kim Nguyệt. Thank you.
Thank you.